Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại buổi livestream trực tiếp tại bệnh viện thẩm mỹ Can Nam nha. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trường hợp khách hàng mình tạo má lúm thì cũng nhanh thôi đúng không bác sĩ ha? À đúng rồi, xin chào tất cả các bạn đã với chương trình livestream trực tiếp của bệnh viện thẩm mỹ Can Nam. Hôm nay thì bệnh viện chúng tôi sẽ livestream cho các bạn một cái ca làm má lúm một bên. Thì đây chúng ta sẽ làm luôn một quy trình làm từ đầu đến đuôi như thế nào. Thì cũng mời các bạn đến với cái quy trình của Can Nam. Thì đây này, đầu tiên chúng ta sẽ phải xác định một cái đường điểm để mình tạo cái má lúm. Thì thường á thì mình tạo cái má lúm thì mình sẽ tối cái đường thẳng giữa cái khóe miệng này và cái đuôi dái tai bên đây. Hai miệng này. Chúng ta sẽ tạo một cái đường thẳng như vậy. Thì đó sẽ là cái đường của má lúm thì đó thật. Nhưng mà chúng ta mới có một cái đường thôi, sau đó chúng ta sẽ về cái điểm giao. Thì thường á thì chúng ta sẽ giống từ cái bờ ngoài của mắt đây xuống dưới thì chúng ta sẽ tạo một cái đường thẳng từ trên đây xuống. Thì đó là cái điểm giao của hai cái đường thẳng này, thì là vị trí của tạo má lúm. Tuy nhiên là cái đó là theo cơ bản thôi đúng không bác sĩ ha, thì mình vẫn cân chỉnh theo tùy gương mặt của mỗi người. Tùy vào gương mặt của chúng ta xác định nha các bạn nhé. Thì đó. Thì chúng ta cũng tùy vào cái kinh nghiệm của mỗi người chứ không phải ai cũng giống ai cả. Thì đó thì cái điểm này chúng ta sẽ tạo má lúm này. Như vậy thì với cái việc mà nếu như mà mình chọn sai điểm thì khi mà mình tạo má lúm thì nó có tác dụng gì xảy ra không bác sĩ ha? Nếu mà chúng ta chọn sai điểm thì thường nó sẽ dễ bị bung nhanh thì nó sẽ mất thời gian, sau khoảng một thời gian thì nó sẽ bị mất. Thì lúc đó chúng ta sẽ mắc má lúm thêm thời gian nhanh thì sẽ không có đạt được kết quả chúng ta mong muốn. Sau khi chúng ta xác định được cái điểm đó rồi thì chúng ta bắt đầu chúng ta gây tê. Thì chúng ta gây tê thì gây tê ngay điểm mất thôi, và chúng ta sẽ gây tê vào sâu miệng trong. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu gây tê các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang livestream cho các bạn xem tại bệnh viện thẩm mỹ Can Nam cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ là số 84A Bờ Huỳnh Thanh Quang, phường 9, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay là mình sẽ livestream cho các bạn xem cái quy trình tạo má lúm cùng với bác sĩ nhé. Như vậy thì không biết là cái thời gian mà để tê là khoảng bao lâu rồi bác sĩ ha? Thì thường là chúng ta sẽ để tê này trong khoảng từ 1 đến 2 phút là được rồi các bạn. Tại vì cái này mình làm nó cũng nhanh nhưng chúng ta cũng không phải để tê lâu. Đó, khi chúng ta tê xong thì chúng ta đã bắt đầu chúng ta sẽ tạo cái má lúm. Thì chúng ta sẽ đưa một cái kim này, chúng ta bắt đầu mình tạo. Chúng ta sẽ bắt đầu xem cái quy trình tạo má lúm tại bệnh viện thẩm mỹ Can Nam các bạn nhé. Có bất kỳ thắc mắc hay là câu hỏi nào thì mình có thể comment trực tiếp lại livestream này luôn. Trước khi chúng tôi livestream trực tiếp cho những hợp chúng ta livestream trực tiếp như thế này thì các bạn cứ coi thì chúng ta sẽ thấy được những cái gì chúng ta cứ thắc mắc. Chúng ta luồn chỉ vô, chúng ta cột lại thì đó là xong cái lúm. Thời gian thì má lúm này thì tương đối nhanh, các bạn thấy rằng nó rất là nhanh. Thường thì một ca tạo má lúm này rất là nhanh nha các bạn nha. Chắc là em nghĩ là nó kéo dài từ 2 tới 3 phút thôi đúng không bác sĩ ha? Đúng rồi, em kéo dài khoảng 2 3 phút thôi. Nhưng mà có điều là chúng ta phải đi hiện tạo ở lúc này thì chúng ta cũng phải xác định cái điểm của cái động mạch mặt, nhưng chúng ta chích vô đó mà nên nó sẽ dễ bị sưng. Có bất kỳ người thân hay là bạn bè nào của mình mà có cái nhu cầu tạo má lúm mà chưa hiểu là không biết là cái quy trình để làm sao, cách làm như thế nào thì chúng ta có thể tag tên người thân hoặc bạn bè của mình vào, hoặc là mình cùng nhau share cái livestream này để chúng ta có thể hiểu thêm cũng như có thêm được kiến thức về cái quy trình tạo má lúm như thế nào, và chúng ta cũng đỡ sợ hơn nếu như mà mình có muốn tạo má lúm thì sau khi xem xong cái clip này thì chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực hơn để đến với bệnh viện thẩm mỹ Can Nam để cùng có một chiếc má lúm xinh nhé các bạn nhé. Như vậy là cái khâu mà đính là xong rồi, bây giờ mình cắt chỉ này là xong đúng không bác sĩ ha? Chúng ta cắt chỉ là xong rồi mà đúng này. Dạ vâng ạ. Chúng ta lau mặt cho khách hàng này, chúng ta không vậy là xong rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Không có đau gì hết. Dạ, rất là nhanh các bạn nha. Thế thì cho em hỏi là với cái trường hợp mà mình tạo má lúm như thế này nè, thì mình về nhà mình có phải kiêng cữ gì không bác sĩ ha? Nói chung là chúng ta mà chúng ta hạn chế mình nhai các cái đồ cứng thôi, chứ nó cũng không có cái vấn đề gì về chuyện ăn uống cả, tại bởi vì các bạn thấy rằng là hoàn toàn là cái này nó không có cái sẹo gì mà nó rõ ràng cả. Chúng ta có cái má lúm bệnh thôi, tắt đèn để cho chúng ta có thể coi rõ hơn nha. Thì đó, thì các bạn thấy là mới làm xong rồi chúng ta có cái má lúm này rồi. Dạ vâng ạ, à, rất là má lúm rất là tròn và dường như rất phù hợp với gương mặt của khách hàng này các bạn nha. Chúng ta ấy sao vừa mới xong rồi. Đầu tiên khi chúng ta vừa mới làm xong thì sẽ cảm giác nó hơi sâu một chút. Dạ. Thì đó, sau khi khoảng từ 1 tháng thôi rồi các bạn thấy nó đem nó nhả nó từ từ thì nó đem rất là tự nhiên. Và nếu mà chúng ta mới làm xong mà nhìn nó đem nó rất là tự nhiên thì sau này có khả năng nó sẽ bị mất, cho nên bởi vậy chúng ta sẽ tạo xong cái độ sâu nó phải vừa. Dạ. Vừa vặn.
tôi cọt rất là nhẹ thôi, nhưng nó cũng là tôi nói nó sâu, tại do mình đem nó còn từ từ, nó đem nó cái chỉ nó sẽ còn lỏng ra một chút nữa, thì lúc đó cái má đúng này nó sẽ trồi ra và mình sẽ có cái má đúng rất là tự nhiên. Anh em mình quay nghiêng cái mặt. Đây các bạn thấy không? Mới một xíu là chúng ta là công cái má đúng rồi. Dạ, rất là nhanh chóng. Anh ơi, anh có thấy đau không anh ha? Dạ không. Không hề thấy đau gì hết đúng không? Rất là nhanh nữa đúng không ạ? Thì khách hàng này cũng là làm mũi tại bệnh viện chúng tôi, thì sau khi khách hàng về được nhiều người khen quá thì cũng quay lại tạo thành cái má đúng đó các bạn. Ừ, đúng rồi, rất là dễ thương. Dạ. Nụ cười của mình bây giờ duyên dáng hơn rất là nhiều nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi tới buổi livestream của vị thẩm mỹ Căn Nam. Mọi ý kiến thắc mắc thì mời các bạn comment trực tiếp tại livestream mình luôn nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của buổi livestream ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream tiếp theo. Xin chào.